Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay trở lại với Top KVN. Trước mắt quý anh chị các bạn là chiếc xe Mitsubishi X-Fort, chiếc xe crossover cỡ B gầm cao 5 chỗ ngồi nhập khẩu tại Indo của bên phía Mitsubishi trong video ngày hôm nay. Thời điểm ngày 3 tháng 8 năm 2024, dịp đầu tháng mới và Top KVN cũng vừa mới cập nhật được thôi. Sự thay đổi về khuyến mại giảm giá tại thời điểm này rất mạnh dành cho từng phiên bản của Mitsubishi X-Fort quý anh chị các bạn ạ. Có phiên bản hỗ trợ giảm lên tới 100% lệ phí trước bạ. Một chiếc xe mà hiện tại đang có doanh số rất tốt ở gầm cao 5 chỗ cỡ B. Một chiếc xe đang cạnh tranh với cả Kia Seltos, đang cạnh tranh với cả chiếc xe Hyundai Creta. X-Fort là một chiếc xe đang được phân phối tổng cộng là 4 sự lựa chọn tại thời điểm này: bản GLX, bản Exit, bản Premium và bản Ultimate anh chị nhá. Tất cả nó đều là số tự động, tất cả đều sử dụng là máy 1.5 hút khí tự nhiên dẫn động cầu trước. Và Mitsubishi X-Fort sử dụng hộp số tự động vô cấp CVT, mượt mà, êm ái và rất là tiết kiệm nhiên liệu anh chị ạ. Tại thời điểm dịp đầu tháng mới này, đây có thể coi là một chiếc xe có giá bán sau khi trừ đi khuyến mại và giảm giá tốt bậc nhất ở trong phân khúc. Vậy thì cụ thể từng phiên bản như thế nào, thay đổi ra làm sao, mình xin phép cập nhật nhanh luôn để anh chị chúng ta nắm được. Nếu như mà đang có kế hoạch, chúng ta hoàn toàn có thể quyết định một cách dễ dàng với chiếc xe X-Fort này. Phiên bản đầu tiên mình cập nhật đó là Mitsubishi X-Fort phiên bản Exit. Đây là một cái phiên bản hiện tại đang có mức giá niêm yết là 640 triệu đồng anh chị ạ. Dịp đầu tháng mới, tháng 8, bên phía nhà máy có chương trình hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, quy ra tiền mặt giảm trực tiếp vào giá xe, tức là giảm về tiền mặt cho phiên bản này lên tới 64 triệu đồng anh chị ạ. Vẫn tặng quý các bạn nhá, 1 năm bảo hiểm thân vỏ vẫn tặng nhá, dán kính, có trải sàn, có camera hành trình luôn anh chị ạ. Giá bán còn có 576 triệu đồng cho phiên bản Exit này thôi. Vậy thì nếu lăn bánh ở tỉnh của nó sẽ bỏ ra là 644 triệu, ở Hà Nội là 677 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 664 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh là 644, ở Hà Nội là 677, và thành phố Hồ Chí Minh là 664 triệu đồng theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Bản Exit này rất đáng chú ý đúng không ạ? Nếu như mà mua trả góp chiếc xe này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 195 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 228 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 215 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 195, ở Hà Nội là 228 và thành phố Hồ Chí Minh 215 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Đó là X-Fort Exit phiên bản mà hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ trong giờ thời điểm dịp tháng 8 này. Tiếp theo mình cập nhật đó là Mitsubishi X-Fort phiên bản GLX. Đây là phiên bản số tự động thấp tiền nhất đang phân phối của dòng xe X-Fort. Bản này với mức giá niêm yết đề xuất đang là 599 triệu đồng. Với những anh chị khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc nhá, đại lý sẽ bán với mức giá xe còn lại là 559 triệu, tức là giảm là 40 triệu đồng anh chị ạ. Anh chị khách hàng nào ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam thì đại lý bán nhỉnh hơn một chút, giá xe còn lại sau khuyến mại là 565 triệu. Vậy thì để lăn bánh được ở tỉnh phía Bắc, mình có nhầm qua là 622 triệu, ở Hà Nội là 654 triệu, ở tỉnh phía Nam là 628 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh là 648 triệu đồng anh chị ạ. Ở tỉnh phía Bắc là 622, ở Hà Nội là 654, ở tỉnh phía Nam là 628, và thành phố Hồ Chí Minh 648 triệu đồng theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Cần một cái chiếc xe số tự động nhưng mà với tầm tiền phải nói là dễ tiệm cận nhất thì X-Fort bản GLX này nó là một cái sự lựa chọn anh chị nhá. Cũng là cỡ B, gầm cao, rộng rãi, thoải mái. Bản này nếu như mà chúng ta mua trả góp thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 174 triệu. Ở Hà Nội tối thiểu là 206 triệu và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 194 triệu đồng anh chị nhá. Tỉnh là 174, ở Hà Nội là 206 và thành phố Hồ Chí Minh 194 theo phương án mà chúng ta mua trả góp. Sang cái phiên bản thứ ba của Mitsubishi X-Fort đó là phiên bản Premium. Bản Premium là một phiên bản rất ăn khách anh nhá, anh chị nhá. Bản này thì đang có mức giá niêm yết đề xuất là 680 triệu đồng. Chính sách dịp đầu tháng 8 thì vẫn duy trì giảm là 31 triệu ở Hà Nội dành cho quý các bạn. Giá xe còn 649 triệu đồng anh chị nhá. Khách hàng nào ở Hà Nội, ở miền Bắc, giá xe còn lại là 649 triệu cho phiên bản Premium. Thế còn anh chị khách hàng nào ở vực thành phố Hồ Chí Minh, ở miền Nam, đại
lý đang bán nhà giá nhỉnh hơn một chút là 658 triệu. Vậy thì nếu như mà lăn bánh ở tỉnh phía Bắc sẽ bỏ ra là 720 triệu, ở Hà Nội là 754 triệu, ở tỉnh phía Nam là 729 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh 749 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh phía Bắc là 720, ở Hà Nội là 754, tỉnh phía Nam là 729 và thành phố Hồ Chí Minh 749, đó là phiên bản premium. Nếu như mà chúng ta lấy trả góp bản premium thì sao? Ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 201 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 234 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 221 triệu đồng anh chị nhá. Ở tỉnh là 201, ở Hà Nội là 234 và thành phố Hồ Chí Minh 221 triệu đồng. Sang phiên bản tiếp theo mình cập nhật, đó là Xport phiên bản Ultimate, phiên bản mà có những cái tính năng an toàn chủ động trong gói ADAS, phiên bản mà với mức giá niêm yết đề xuất là 705 triệu đồng. Hiện tại thì phiên bản này vẫn đang giảm giá là 10 triệu, giá bán còn lại là 695 triệu đồng anh chị nhá. Lăn bánh được ở tỉnh sẽ là 768 triệu, ở Hà Nội là 799 triệu, ở tỉnh phía Nam là 788 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 768, Hà Nội là 799 và tỉnh phía Nam là 788 theo phương án mà chúng ta mua trả thẳng. Trả góp của Xport Ultimate này thì ở tỉnh sẽ bỏ ra số tiền tối thiểu là 213 triệu, ở Hà Nội tối thiểu là 247 triệu, và thành phố Hồ Chí Minh tối thiểu là 233 triệu đồng anh chị ạ. Tỉnh là 213, Hà Nội 247 và thành phố Hồ Chí Minh 233 theo phương án trả góp anh chị nhá. Đó là 4 phiên bản, 4 sự lựa chọn của Xport tại thời điểm video ngày hôm nay, dịp đầu tháng 8 năm 2024 mà Top Car VN cập nhật nhanh nhất đến với quý vị các bạn. Vậy thì nếu như mà quan tâm theo dõi về Xport này, đang cần xem xe lái thử trải nghiệm thực tế trong dịp đầu tháng 8, chính sách giá rất là tốt này, hãy cứ gọi giúp mình theo cái số hotline ở ngay bên dưới góc trái mình ở đây. Ở miền Bắc thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline miền Bắc, thì còn ở miền Nam thì nhiều quý vị các bạn hãy gọi hotline ở miền Nam. Và nhân tiện cái video này, những anh chị nào, những khách hàng nào chúng ta đang có nhu cầu nâng đời xe, bán cái chiếc xe cũ mà chúng ta đang sử dụng, thì nhờ các bạn hãy gọi cho cái số hotline 0979 362 118, 0979 362 118 quý chị các bạn nhé, để có thể định giá, báo giá một cách chuẩn xác nhất về chiếc xe chúng ta đang cần bán. Cuối cùng hãy nhớ đừng quên nhấn like và nhấn đăng ký kênh. Xin chào ạ.